Xin một câu thơ tán linh ạ. Câu thơ tán linh nè. Không, lâu quá à. Không nghĩ được mẹ cái câu thơ nào nó thật sự thú vị để tán linh cả các ông ạ. Những người tên Linh là những người mẹ mãi mãi mẹ ở trong mẹ mày những giấc mơ của mình thôi, không bao giờ mình chạm tới được. Nghe buồn nhỉ. Những người đấy là mẹ những người mẹ lướt qua đời mình thôi và để lại một cái gì đấy, để lại cho mình một bài học gì đấy. Có người để cho mình bài học về việc là mình phải biết trân trọng người ta. Có những người để lại cho mình bài học về việc là về sau gặp một người như thế thì nhất quyết đéo được trân trọng nữa. Đấy, kiểu kiểu vậy. Thế thôi, cho xin một bài hóa để tán bạn tên Linh nào. Bài hóa tán bạn tên Linh là bài hóa cho FE và dung dịch H2SO4 đặc nóng. Khí khí phát ra cho tác dụng với dung dịch BAOH 2 lần, sinh ra chất khí. Thôi stop đi anh. À, mày lại bị trigger với người tên Linh nè. Đấy, thế thì mẹ mày, tao lại nói với mày về những người tên Linh nha. Những người tên Linh mẹ mày, theo anh thấy mẹ, cuộc đời 25 năm của anh rút kết cho đời mà những người tên Linh thường là những người mang một cái vẻ dịu dàng. Mày nhìn vào là mẹ mày, mày thấy ngay là người ta dịu dàng vẻ liền rồi. Nhưng khi mẹ mày cầm vào người ta, mày có được người ta rồi, hay là mẹ mày đi sâu vào cuộc sống người ta rồi, thì mày đã thấy đấy là những người tàn nhẫn nha mà.